Vào hôm 21 tháng 6 vừa qua, hãng Toyota đã giới thiệu thế hệ mới của cặp đôi MPV cỡ lớn Alphard và Vellfire ở thị trường Nhật Bản. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc, sự kiện trình làng của Toyota Crown Vellfire 2024 cũng được tổ chức. Toyota Crown Vellfire về cơ bản chính là Vellfire ở thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, mẫu MPV này ở thị trường Trung Quốc là một thành viên của dòng Toyota Crown, bên cạnh Crown Kluger và Crown Sport Cross được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA, tương tự Alphard thế hệ mới. Xe sở hữu chiều dài 5.005 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.945 mm cùng chiều dài cơ sở 3.000 mm. Như vậy, Toyota Crown Vellfire 2024 ở Trung Quốc dài hơn 10 mm so với Vellfire mới dành cho Nhật Bản. Bên cạnh đó là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo tay đòn kép nâng cấp phía sau so với Vellfire ở Nhật Bản. Toyota Crown Velfire 2024 dành cho Trung Quốc, sở hữu thiết kế ngoại thất và nội thất không thay đổi nhiều. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở logo của xe. Tương tự các mẫu xe thuộc dòng Toyota Crown khác, mẫu MPV này cũng sở hữu logo hình chiếc vương miện trên đầu xe, vành la răng và vô lăng. Ở thế hệ mới, Toyota Crown Velfire được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, kéo dài gần hết cản trước và đi kèm các nan mạng chrome nằm ngang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nhỏ gọn với ba bóng LED bên trong. Trong khi đó, giải đèn LED định vị ban ngày của xe được đặt bên dưới đèn pha. Tiếp đến là hốc đèn sương mù nằm dọc ở hai góc đầu xe, và cản trước được bao quanh bằng nẹp mạng chrome. Điểm nhấn tiếp theo là đường chân kính hình chữ Z mới lạ mắt, nẹp mạng chrome kéo dài từ cột A đến cánh gió mui và vành hợp kim 19 inch, phay sức hai màu. Ngoài ra, xe còn có cửa lùa và bệ bước chân chỉnh điện Universal Steps mới. Đằng sau xe vẫn dùng logo quen thuộc của hãng Toyota thay vì logo hình vương miện. Đèn hậu OLED của xe có thiết kế sắc xảo và nối với nhau, bằng dài đèn mỏng ở giữa. Cũng như cản trước, cản sau của xe được trang trí bằng nẹp mạ chrome, tạo cảm giác cao cấp. Bên trong là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Ở giữa xe là hai ghế cơ trưởng nằm tách rời với nhau, có đủ tính năng sưởi, thông gió và massage. Bên cạnh đó, hai ghế này còn đi kèm hai màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng. Bàn gấp và bệ đỡ bóp chân, Nội thất của xe khá sang trọng nhờ những chất liệu như Zanapa, ốp gỗ và ốp kim loại. Tiếp đến là vô lăng ba chấu, tích hợp phím chức năng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 in màn hình hiển thị thông tin kính lái H, màn hình cảm ứng trung tâm 14 in hỗ trợ Apple CarPlay by Ducalife, hệ thống điều hòa tự động chỉnh bằng cảm ứng, tính năng điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống âm thanh JBL 15 loa, gương chiếu hậu kỹ thuật số phanh tay điện tử. Tự động giữ phanh tạm thời và rèm cửa chỉnh điện. Trong khi đó, trên trần xe có cụm điều khiển siêu dài, tích hợp đèn viền nội thất, một số nút bấm và cửa gió điều hòa. Cửa sổ trời của xe được tách đôi theo chiều dọc, có rèm che nắng trái phải điều khiển độc lập để phục vụ nhu cầu của từng hành khách. Không chỉ tiện nghi, mẫu MPV cỡ lớn này còn an toàn với gói trang bị Toyota T Pilot Pro, bao gồm hệ thống đỗ xe tự động, đỗ xe điều khiển bằng xa bằng điện thoại thông minh hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ chuyển làn tự động. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Crown Velfi 2024 chỉ có một loại động cơ là hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2.5 lít và motor điện, tạo ra công suất tổng cộng 211 mã lực. Thêm vào đó là hộp số biến thiên vô cấp ECVT và hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Tuy là MPV cỡ lớn nhưng xe chỉ tiêu thụ trung bình 6 lít 3 xăng trên 100 km. Toyota Crown Velfi 2024 tại Trung Quốc, chỉ có hai phiên bản, và giá bán giao động từ 2 tỷ 940 triệu đến 3 tỷ lẻ 40 triệu. Trong khi đó, Toyota Alphard 2024 tại Trung Quốc, cũng có hai phiên bản và giá bán từ 2 tỷ 940 triệu đến 2 tỷ 970 triệu.